Ten 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 ten
chương trình của Trần Dần, chương trình của ảo thuật gia Phong Cận TV. Xin giới thiệu với các bạn, mình chính là ảo thuật gia đại tài Phong Cận TV đây. Ta da, yeah. Ok, và ok đây ơi, hôm nay nè mình đã quay trở lại Mini World để làm thêm một video mới cho các bạn xem rồi đây. Để các bạn biết video hôm nay mình sẽ làm gì không nào. Và mấy bạn có thấy mình đang mặc bộ đồ gì không nào? Thấy đẹp không? Hôm nay nè các bạn ơi, mình sẽ trở thành một ảo thuật gia nha, và mình sẽ biểu diễn ảo thuật ở trong Mini World cho mấy bạn fan của Mini World xem luôn nha. Đó, nghe ghê không? Nghe ghê không? Phong Cận biểu diễn ảo thuật trong Mini World luôn. Đó, ghê chưa? Ghê chưa? Ok. Thì trước khi vào video này nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi biểu diễn ảo thuật thôi nào. Các bạn nhớ là hãy để lại cho video này đạt lên được 10.000 like nha. Đạt được 10.000 like thì mình sẽ bắt đầu gọi là làm thêm những video ảo thuật mới cho anh em xem nha. Ok. Rồi, bây giờ mình phải đi ra sân khấu để biểu diễn ảo thuật đây. Ơi, và hiện tại là Phong đã đến ngay cái sân khấu biểu diễn ảo thuật của Phong rồi nè. Đó, mày thấy không? Một cái sân khấu cực kỳ bự, cực kỳ hoành tráng lợi luôn đó. Và bạn hãy xem đây. Và đây các bạn coi nè, bạn thấy không? Trước mặt chúng ta là những vị khán giả của chúng ta nè anh em ơi, nè thấy không? Có các thành viên của Hero Team nè, anh Mr. Dịch nè, Kairon, Simmy, Kamui nè, đó thấy không? Các bạn thấy hôm nay là Phong biểu diễn ảo thuật là đông người đến coi không? Ok, thì trước khi vào cái màn biểu diễn ảo thuật của gọi là ảo thuật gia đại tài Phong Cận TV, xin đề nghị các quý vị khán giả cho một tràng pháo tay. Yeah. Ok. Cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã gọi là đến đây để xem chương trình ảo thuật của Phong Cận. Ok, thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu đến với chương trình ảo thuật của ảo thuật gia Phong Cận TV, ảo thuật gia đại tài nhất thế giới Mini World. Yeah. Yeah đi mọi người, yeah đi. Yeah. Ờ đúng rồi, phải yeah lên vậy hiểu không? Khi cho mình coi mà nó bắt mình yeah hai lần. Ok, thôi bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thế nào, let's go. Rồi ok bạn ơi, hồi hộp quá bạn ơi. Đây là lần đầu tiên mình biểu diễn ảo thuật ở trong Mini World, không biết mình có diễn được hay không đây. Ok, mấy bạn hãy coi mình biểu diễn nha. Ok ok, rồi bắt đầu nè. Ok, và đến với tiết mục đầu tiên, tôi sẽ biểu diễn một tiết mục ảo thuật biến ra bồ câu. Có mấy bạn có muốn coi biến ra bồ câu không nào? Muốn không? Có. Wow. Muốn đúng không? Ok rồi, bây giờ tôi biểu diễn biến ra bồ câu cho các bạn coi nè. Đây, xin giới thiệu với những người khán giả đang ngồi bên dưới cùng với những bạn đang xem video của mình. Mấy bạn hãy xem đi nha, xem mình biểu diễn nè. Ở đây mình có một cái hộp, đó. Mình sẽ mở cái hộp này ra cho các bạn coi nè. Đó, mở cái hộp ra nè. Đó, như mọi người đã thấy, ở trong cái hộp này hoàn toàn không có gì cả. Thấy không? Mọi người thấy không? Ừ, thấy. Đúng rồi. Không có gì hết đúng không? Ok, bây giờ là Phong sẽ đóng cái hộp lại. Đậy nắp lại nè, đó. Đậy nắp lại nè. Đậy hết nắp lại luôn. Ok. Rồi, cho coi lại một lần nữa nè. Không có gì bên trong hết nha. Thấy không? Rồi ok, đóng lại nè. Bụp. Mọi người hãy xem đi nha. 1 2 3 Umbrellashibu. Bùm, biến ra con gà. Ta da. Ghê không? Ghê không? Thấy không? Biến ra con gà nè, thấy không? Đó. Mấy bạn thấy mình biểu diễn ghê không các bạn? Ok. Gà cút ra. Nãy Phong kêu là biến ra con chim bồ câu mà sao giờ thấy con gà vậy? Ủa sao cực kỳ hả? Ủa thì ở trong Mini World đâu có bồ câu đâu, cho nên đành phải biến cái con gà thôi chứ sao. Sao? Okay. Ủa cái gì, miễn là có biến ra là được rồi hiểu không? Ok, lại nè coi nè nha. Đây mở lại lần thứ hai cho coi nè. Đó, bên trong hoàn toàn không có gì thấy hơi khó gì hết thấy không? Này không, không có gì hết nha. Ok, đóng lại nè. Đó, đóng lại nè. Ok, coi lại nha. 1 2 3 Umbrellashibu. Bùm, biến ra thêm con gà nữa. À, ok. Thì cái sâu màn biểu diễn này Phong sẽ làm một bữa KFC cực kỳ ngon để đãi những vị khán giả của Phong đó, bạn thấy ghê không? Đó. Ok rồi. Ok, vậy là màn biểu diễn biến ra bồ câu, à không nhầm, màn biểu diễn biến ra con gà đã hoàn thành. Bây giờ quý vị hãy cho thêm một tràng pháo tay nữa, Phong sẽ diễn đến màn tiếp theo. Ok, rồi. Bây giờ tôi xin mời một vị khán giả ngồi bên dưới lên đây để biểu diễn cùng với tôi. Có ai không ạ? Có ai không? À, đó đó. Ủa vậy? Simmy à? Thôi. Tiết mục này mình nghĩ rằng là mình sẽ dành cho con trai đi. À, mình sẽ chọn Mr. Dịch. Mr. Dịch lên đây. Rồi, em mời anh Dịch lên đây. Anh gà cút ra. Cút.
Ok rồi. Đây, trước khi biểu diễn ảo thuật thì em sẽ tặng cho anh một cái đùi gà để gọi là anh ăn. Đó, ok. Rồi, bây giờ mấy bạn hãy xem đây. Ở đây mình có một gọi là một cái hộp bự hơn hồi nãy. Mình sẽ mở cho bạn coi nha. Đây, mở cái hộp đây nè. Đây, mấy bạn coi nè, thấy không? Bên trong không có gì hết. Mình chui cho bạn coi nè, thấy không? Không có gì hết nha. Ok rồi. Bây giờ em sẽ mời anh Dịch chui vô cái hộp đó. Chui vô đây anh. Ở chui vô chắc còn thống vậy. Yên tâm. Anh chui vô em úm ba la xì bùa búng tay cái. Ba má ở nhà sống mày khỏe đi. Ok. Rồi anh Dịch đứng im bên đây nha. Ok, bạn chuẩn bị coi mình nè, mình búng tay cái là anh Dịch sẽ biến thành một con gà nè, đó coi nè nha. Đây. Nè, coi nè. Anh Dịch đang trong cái hộp đó, mấy bạn khán giả có nhìn thấy không? Đó, anh Dịch đang trong cái hộp nha. Ok, bây giờ mình sẽ đóng cái hộp lại nè. Anh Dịch bình an nha anh. Ok. Búp. Yên tâm, có con gà trên đầu thôi, vấn đề gì đâu. Ok. Rồi ok, bây giờ Dịch đã nằm trong cái hộp rồi bạn ơi. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với điều bất ngờ nha. Các bạn hãy xem đây. 1, 2, 3, Umbala Shibu hồ biến. Chiu. Đó là anh Dịch sẽ biến mất. Ta. Đó, thấy ghê không? Thấy ghê không? Anh Dịch biến mất tiêu rồi nè. Đó, tôi chui đi. Không thấy anh Dịch đâu. Kiểm tra đi. Thấy không? Không có gì luôn đúng không? Đó, ghê chưa? Rồi ok, mời mọi người xuống lại gọi là sân khấu. Ok rồi. Bây giờ mọi người hãy xem đây, mình sẽ đóng cái cửa này lại, đóng lại. Đó, đóng lại. Ok. Bên trong không hề có ai ở nha. Ok, đóng lại nè. Rồi ok, mấy bạn hãy coi mình đây nha. Chuẩn bị nè. 1 2 3 Umbala Chibua. Ủa cái gì đây? Ủa cái gì vậy? Ủa gì vậy? What the? Ủa what the hell? Ủa mấy bạn ơi, tính ra là mình biến ra anh Dịch mà sẽ điên con ngựa mặt ngu xuất hiện vậy. Cái gì kỳ vậy? Chui vô lại mày. Chui vô lại mày. Trời ơi, cái con ngựa mặt ngu này tự nhiên đâu xuất hiện vậy? Rất là xin lỗi mấy bạn, hồi nãy chỉ là một tiết mục nó bị lỗi thôi, xin lỗi các bạn nha. Ok, làm lại. Mấy bạn chuẩn bị coi nha. Ơi, Umbala Shibua anh Dịch xuất hiện. Bùm. Vỗ tay liền. Em biến anh đi đâu mà anh đến nơi nào nó tối thui, chỗ bắt thui quắc sao đâu. Bây giờ em hồi về hay vậy? Hả? Hồi nãy á em biến anh chui vô toilet nhà em á Dịch. Không, chứ không, em đi chỗ khác, ai lên dưới dùng mình tôi mệt quá. Ok, và vừa rồi chính là tiết mục biểu diễn biến anh Dịch biến mất và xuất hiện lại. Mấy bạn thấy có hay không nào? Nếu thấy hay thì nhớ để lại một like ủng hộ cho Phong nha. Ok, rồi bây giờ tiếp theo nữa mình cần thêm hai người để lên biểu diễn chung với mình một tiết mục nữa. Ai nào? Cai không? Cặp đôi hả? Ok cũng được nè, Cai Ron với Simi. Ok hợp lý rồi. Xin mời hai bạn lên khán giả. Lên sân khấu nhầm. Hai bạn khán giả lên sân khấu rồi. Ok. Bây giờ hai bạn hãy chào những vị khán giả đang ngồi bên dưới đi nào. Chào tôi á. Alo chào mọi người. Ok. Rồi. Hôm nay Phong Cận sẽ biểu diễn ảo thuật cùng với cặp đôi Simi và Kairon nữa. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với tiết mục ảo thuật này nha. Thì các bạn xem đây, đằng sau lưng của mình đang có một cỗ máy đó. Và cỗ máy này là hai cái hộp, cũng y hệt cho cái hộp này thôi, không có gì hết. Đây mình sẽ mở cho bạn coi nè, đó. Mở ra nè. Okay. Mọi người cứ yên tâm nha. Ok. Rồi, bên trong cái hộp này hoàn toàn không có gì hết nha bạn. Ok, bây giờ mời Sim chui cái hộp màu hồng. Ok, mời Kai chui vô hộp màu đen. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ đóng nắp hộp lại. Đó, ok. Đóng nắp hộp lại. Rồi, ok. Cái đó anh sẵn sàng chưa? Ui. Con dựng cái ảo thuật Blackpink đen hồng. Đúng rồi. Sao nó có Lisa. Một tí nữa em sẽ biến Simmy thành Lisa Việt Nam đó. Còn Kairon thì em sẽ biến mất hết cái bộ đồ của Kairon. Đó, hợp lý không? Đấy. Em giỡn thôi. Ok, rồi. Rồi ok bạn ơi, bây giờ các bạn hãy nhớ nha. Bên đây chính là Simmy nè, còn bên đây chính là Kairon nè nha. Bạn nhớ nha. Ok. Bây giờ mình sẽ diễn cho các bạn coi nè. Đây, mình sẽ khởi động cỗ máy lên. Búp. Đó, ok. Bây giờ hai cỗ máy đang liên kết lại với nhau các bạn ơi. Và các bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Một tí nữa Simmy đang đứng bên đây đúng không? Simmy sẽ xuất hiện qua bên đây đó. Còn Kairon đang đứng bên đây, Kairon sẽ xuất hiện qua bên phần bên đây đó. Bạn thấy ghê không đó? Hoán đổi vị trí các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ Umbala Shibua nha các bạn. Ok. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi đúng không? Ok. 1 2 3 Umbala Shibua. Bùm. Ok rồi. Mở ra. Hai người ok phải từ mình mở sim ra trước. Ok. Mở nè. Hey. Ủa gì kỳ vậy ta? Tính ra mình kêu là hoán đổi vị trí mà tại sao Simmy tự nhiên có cái đầu với cái thân là hoán đổi như vậy? Ủa kỳ á. Ủa sao cả của tôi là thánh này vậy? Ủa kỳ á. Ủa còn cái đó đâu? Chạy. Cái gì? Vị trí tôi chưa tính rồi. Trời
trời ơi, hoang đội giới tính rồi. Kairon biến thành con gái các bạn ơi, con Simi biến thành con trai. Thôi không đụng được được. Chui vô lại, nhanh lên. Chui vô lại. Trời ơi, chết rồi. Chết rồi các bạn ơi. Ảo thuật bị lỗi rồi. Ok, lại. Bây giờ mình sẽ biến hai người đó trở lại bình thường nha. Ok. Trời ơi sợ quá các bạn ơi. Ok. Umbala Shibuya. Bùm. Ok, tắt cái máy đi. Rồi, mở ra. Simi đã trở lại bình thường. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Trời khó hiểu vậy. Yên tâm đi Sim, Sim đã trở lại bình thường rồi. Ok rồi, Simi đã quay trở về. Bây giờ tới lượt Kairon. Ủa, Kairon trở lại bình thường luôn hả? Trời may quá. Trời ơi may quá các bạn ơi, xém nữa mình mà gọi là biến tầm bậy tầm bạ một tí nữa là Kairon với Simi gọi là hoán đổi giới tính cái là một tí nữa mình không biết phải kêu đứa nào là bạn chị, đứa nào là anh luôn. Trời sợ quá các bạn ơi. Ok lại. Ok. Hay hồi nãy là một tiết mục biểu diễn ảo thuật biến đổi giới tính của ảo thuật gia Phong Cận TV, ảo thuật gia đại tài nhất Mini World. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo nha bạn nha. Ok. Trời ơi, hỡi con ấy giờ. Con. Ok, tiếp nè. À, tiếp theo em xin mời một vị khán giả lên biểu diễn với em tiếp. Cá lôi. Lôi hả? Ok. Em ơi, nhưng mà nhớ là đừng có lỗi như lúc nãy nha. Yên tâm đi, chị sẽ không bị lỗi đâu, yên tâm. Ok, như hồi nãy mọi người đã nhìn thấy em đã biểu diễn một tiết mục ảo thuật là biến anh Mr. Dịch trong cái hộp này biến mất đúng không? Mọi người thấy đúng không? Ok, bây giờ em không cần cái hộp này luôn, em biến mất chị Camui mà không cần cái hộp luôn, nghe ghê không? Cái gì vậy? Đó, mọi người hãy nhìn đây, trên tay của em chính là một cây kẹo mút thần kỳ. Đó, cây kẹo mút này có thể có sức mạnh phép thuật đó, là giúp cho em gọi là có thể biến mất bất cứ ai mà em muốn. Đây, mọi người hãy xem nha. Mời chị Camui ra phía giữa nè. Ok. Từ từ nha, đừng lối nha. Yên tâm. Ok, mọi người hãy xem đây. 1 2 3 umbala shibu mala shibu. Bum. Đây, hình như nó hơi lỗi bạn ơi. Lại. Umbala shibu. Bum. Đó, Camui biến mất tiêu luôn. Rồi Camui ơi. Bay. Hay quá, rồi xong xin quay. À, mấy bạn ơi, chết tôi rồi. Hình như tôi lấy nhầm cái cây gọi là biến mất. Tôi lấy lộn thành cái cây gọi là quýnh cho ta bay lên trời rồi. Tan luôn rồi. Ok, hoàn toàn mấy bạn yên tâm đi, mình có cách rồi. Thì chương trình biểu diễn ảo thuật của Phong Cận đến đây kết thúc. Xin chào quý vị khán giả. Chạy đây. Chạy mấy bạn ơi. Chạy. Ảo thuật lỗi rồi. Ôi, tổng nó lại coi luôn. Hey, trời ơi bạn ơi, chán ghê luôn á. Hôm nay mình diễn ảo thuật gì đâu mà diễn tàn lỗi không à. Cái gì đâu mà biến Simi với Kairon hoán đổi giới tính, còn biến bà Camui bay lên trời luôn bạn ơi. Trời ơi, lỗi tùm lum la hết à. Nhưng mà không sao, dù gì thì mình cũng đã diễn xong rồi. Nếu như bạn thấy thích tiết mục biểu diễn ảo thuật của mình thì bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Ảo thuật gia đại tài thế giới trong Mini World Phong Cận TV. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải đôi. Tạm biệt.